xịt xịt mát mẻ mùa hè tè tè tè. Cái gì mà xịt chung cái đầu tôi vậy, đang ngồi đây hả? Những cái chui đó chui vô để cảnh em. Ê, hôm nay làm gì đỏ dữ ta? À, bộ làm thử thách tất cả màu đỏ hả bà? Ừ, đồ mới. À thì cái là vậy, cũng chịu khó leo xe không xuống đóng tưới đi leo lười biếng hả? Ngồi đây nè, đó tôi xịt xịt quý sư tộc, quý sư tộc vậy thôi bé. Ê, cảnh hương anh đứng tỉnh tôi đi, nó đang xèo. Có ngại ăn như uống bà, không có cái trò nào khác hả? Quái, thôi đi ra đi ra đi ra. Chỗ ta xịt 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 tưới cây nè. Trời, cái hồng nên bộ tưới 80 ngày mà chưa tưới xong nữa trời. Đi ăn đi, đi ăn đi. Ăn đi nè, nó bụng quá à. Muốn ăn phải không? Ăn ăn. Yeah. Vậy bây giờ mình ăn không thì nó chán lắm. Vậy là mình vừa ăn mình vừa chơi thử thách đi nó mới vui. Mới lần gũi của bà nội này là có thử thách nè. Chứ ăn cũng đâu mà dễ vậy. Chơi luôn. Chơi luôn. Miễn ăn là được. Biết chơi thì. Yeah. Thử biết hả? Ừ. À, đây đây. Yeah. Đó. Ăn bút màu hả bà nội? Thì ăn. Nhưng mà cái này là cái thử thách. Thử thách gì đó? Bút màu là dành thử cho thử thách. Nếu bà thắng được thì bà mới được ăn. Ồ, ủa mẹ bút màu vậy chỉ có vẽ thôi chứ làm gì? Đúng rồi, thử thách vẽ. Đó, bây giờ là trọng tài sẽ đưa ra một món. Không biết là cái gì, cái đó là do anh trọng tài quyết định. Còn mình, nhiệm vụ của mình là mình phải ngồi đây và mình sẽ nhìn cái đó và mình vẽ theo, đứa nào vẽ đẹp thì sẽ được ăn luôn cái món đó. Là vẽ giống nhất đẹp nhất là được ăn. Đúng rồi. Vẽ giống nhất đẹp nhất. Cái này dễ nè. Bây giờ bà Linh xin tiền bố. Thì hôm nay Linh chuẩn bị cái lại với mọi người với một clip mới nhất hấp dẫn, đó là cái chủ đề thi vẽ, bạn này vẽ đẹp nhất sẽ được ăn mẫu vẽ. À, cái mẫu vẽ là cái quan trọng tài đúng không? Đúng rồi, đó là cái mẫu. Ủa, được. Đó. Và trước khi vào clip thì mọi người nhớ cho hai bé một like và một subscribe nha, để ủng hộ kênh đạt 300.000 subscribe. Đó. Yeah. Và mọi người đừng quên đây là Facebook của Linh. Đó, và đây là Facebook của Linh nữa. Mọi người nhớ vô đó để follow nha, để tương tác với hai bà hàng ngày luôn. Yeah. Và bây giờ vô thôi anh lại lên mất. Lại là tôi làm trọng tài. Sao cái số kiếp của tôi kỳ quá vậy? Từ anh quay phim chuyển qua làm trọng tài, rồi vài bữa nữa không biết làm cái gì luôn, chắc anh shipper quá. À, sao? Vẽ cái gì ăn cái đó phải không? Ừ, vậy bây giờ anh vẽ cái nhà tụi em ăn được không? Không, đóng trời nghe. Anh ăn mình ăn đi. Ừ. Chỗ lẻ lắm. Từ 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 bình tĩnh, cái gì cũng phải từ từ, đợi xíu. Đây một ly trà sữa siêu to siêu khổng lồ. Đây sẽ là cái vật chủ đề cho tụi em vẽ. Uống miếng mẫu chứ được mà anh. Đâu được. Bây giờ phải thi chứ, người nào thắng mới được uống chứ. Chứ bây giờ mà uống trước vậy rồi sao thi nữa. Ok, chơi luôn, cái này dễ lắm. Vừa vẽ liền. Nhớ là phải vẽ chi tiết nha. Đây, bên ngoài là cái ly nhưng mà bên trong là thạch trân châu là phải có luôn nha. Sắc đó. Đây là sẽ là 1 tấm A4. Thầy giúp tôi vẽ tiền màu luôn kìa. Đẹp lắm luôn á bà Linh. Trời ơi, hộp màu Doraemon. Doraemon. Ôi, tôi xanh nồi canh. Đó. Cái ly trà sữa nó thẳng băng thì mình phải lật nó thẳng luôn. Ừ. Đúng không bà Linh? Không biết, ai vẽ theo vẽ. Biết sao đẹp hơn rồi. Ê, mà suy. Cái này, cái trà sữa này nó màu vàng nhạt mà trong hộp màu không có vàng nhạt. Màu da, hồi nào màu da. Có da luôn. Chứ thôi, giờ sao? Chế màu. Bây giờ mình tự chế đi. Anh quay phim chấm người nào đẹp người đó ăn. Chơi luôn. Yeah. Đấy, bây giờ phải màu đen trước nè. Đây là cái nắp ly nha mọi người đó. Bây giờ mình sẽ kéo xuống ra. Đúng rồi. Thì nó hài ghê bà Linh. Đây, cái ly trà sữa. Ê, sao méo dữ vậy trời. Trời méo. Rồi, xấu rồi. Đó, bây giờ bà Linh bà sẽ vẽ cái miệng ly. Cái miệng ly bự là bự. Cái miệng ly nè. Cái miệng ly nó có viền tròn nữa nè, Linh sẽ viền vô. Viền vô. Nhìn chậm thôi, nhanh quá là fail. Đó, xong cái miệng ly. Cái mút màu đen nữa. Vì vẽ cái đít chưa? Cái đít nè, cái đít nó xấu à, cái đít nhỏ xíu à. Chết bà, cái đít nó xẹo rồi. Chết rồi mấy người ơi, giờ vẽ sao là ngay lại nè. Chết rồi, chỉ còn méo méo nữa rồi. Nè, méo rồi to lên mà nại. Ừ. Chân trâu hay số 0? Không biết nữa. Cái trứng cút. Trứng gà, trứng cút gì trong đây nó không biết đâu má ơi. Trời ơi, mọi người chỉ biết chân trâu đen nha mọi người. Đó, cái cục chân trâu của bạn Linh là vẽ rất giống như là cái hộp tiêu vậy đó. Có gì đây? Đây là thạch nha mọi người. Thạch hả? Thạch, ừ thạch. Sao nhìn giống như cái ô cửa sổ ở dưới thành phố. Ta màu mè đó chứ, đây giờ muốn sao má ơi. Anh quay phim vô vậy.
Thôi quên, ổng dễ ông ăn sao ngu gì. Ổng mua mà hết kệ, tốn tiền ổng mới được rồi đó. Mình vẽ chân trâu một lụ in hình như cái ly, gỡ cái râu ông quay phim gắn vô. Ổng chưa cạo râu nè. Bây giờ là trà sữa tràn ngập trái tim em vô cái ly nha. Chị Bay, cái mặt nào hả bà nội? Chị Bay rồi. Chị Bay. Ủa? Rồi gần xong rồi, tôi vẽ nha, mới có được mấy viên chân trâu rồi. Vẽ nhiều hết, ăn nhiều mà bé lắm. Này là xanh đỏ tím vàng luôn nè. Tươi xanh liền. Chân trâu gì mà tao nói đủ màu sắc luôn. Ngon ngon. Con quay phim nhìn thèm liền, chấm 10 điểm liền cái gì. Ngon liền. Ủa Linh đang vẽ gì vậy Linh? Em vẽ cái hàm râu xéo xéo nè. Quá đáng gì ta, tôi đâu có râu gì đâu, sao vẽ đâu ra râu đó gì hay gì trời. Đây nè, râu ở trong ly nè, bà nội ơi. Trong ly nè. Ly người ta vẽ y chang. Phim thì tụi anh với Hoa em mới sắp ra. Xong rồi anh ơi. Xong chưa? Xong rồi. Rồi đâu dở lên cho trọng tài chấm điểm cái coi. Trời ơi, sao hay đi đẹp quá vậy? Wow. Y chang luôn. Đây, mẫu đây. Trời ơi, tôi không ngờ luôn. Bây giờ khó chấm quá. Bên này á thì nhìn vàng khè giống cái ly nước mía. Bên này á thì nhìn rõ ràng mạch lạc hơn xíu nè. Nói chung là tương đối hai bên đây đều có chân trâu, đều có thạch hết. Rất là chi tiết luôn, đều có chữ ba râu luôn. Rất là giống như cái mẫu. Trọng tài đã phát hiện ra cái điểm khác nhau của hai ly rồi. Đây, đây, thấy cái ly không? Nó có cái cục vàng thôi nè. Cục thạch trên đây nè. Đó, ly của Linh có. Còn của bà Bê đâu, bà ăn mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, vậy là bà sai rồi. Thôi trời, một điểm. Vậy thì tôi xin tuyên bố là vòng này vòng đầu tiên Tiên Linh chiến thắng. Trà ly trà sữa của tôi. Ôi, của em, của em thắng rồi. Trà sữa ngon quá à. Tôi không có được uống đâu. Trời ơi, trà sữa ngon lắm Bê ơi. Mà cái thèm trà sữa nè. Bên đời đi vòng sau, Bê sẽ cố gắng được ăn cái món đồ ăn mới được. Ủa, làm gì vậy? Uống trà sữa. Trời ơi, ghế sao bà thèm đến nỗi bây giờ cái ly của bà vẽ xong bà thấy bà uống luôn à. Chịu nổi phải không? Ngon quá. Thôi lâu quá à, vòng kháng em muốn ăn. Ok luôn. Món tiếp theo không phải là thức uống mà là thức ăn. Ăn. Đúng vậy, đó chính là nguyên con heo quay luôn. Ăn hết bà nói. Đúng vậy. Vậy thì nguyên con gà quay luôn. Chạy lớn được, anh vô, vô anh vô. Đấy, nguyên con gà quay đây. Phải gà quay bà nội ơi. Cũng có cái đùi chứ không phải nguyên con. Chuyên gian thì gian bất mãn với anh quay phim. Thôi mà kệ, nó cũng có cái đùi ăn đi. Cũng được, chơi đi bé. Kệ, cái đùi này của anh quay phim cũng mấy chục ngàn á chứ bộ. Nãy giờ anh lại dần nữa. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ cái đùi gà nha mọi người đó. Bây giờ ai vẽ đẹp được ăn nè. Tôi thắng nữa là bà nhịn đói. Không, Vy sẽ cố gắng thắng. Đó, cái đùi gà là màu vàng đó. Có hai màu vàng. Thích hơi vậy hả bé? Thử trước rồi. Thử gà nha. Đó, cái đùi gà vàng cam, cam vàng. Nó sùi sùi lên nữa bà nội ơi. Cái đó vẽ làm sao? Nghĩa này phải vẽ vẽ cái sùi sùi nó mới vẽ làm sao nè. Trời ơi trời ơi. Khúc đầu là tròn nè bà Linh à. Khúc này đang thẳng rồi. Cái bự cái gì nè. Bự là bự. Trời ơi, cái đùi gà mà nó vẽ như là cái bóng đèn vậy. Là chơi trước bắt thấy là thấy thua rồi đó. Rồi giờ tới bà Linh rồi. Bà Linh vẽ cái đùi gà thử rồi. Bà hay với đùi gà vàng mà bà nói. Đó nó phải quặn quặn vô nó mới giống nè. Đó. Cái này xùi xùi lên. Gà chưa, gà chưa. Cái đùi gà mà bà này bà vẽ thì giống như là cái trái banh mà chơi bowling vậy á. Cái banh đâu bà nói ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì phải đùi gà vẽ không vậy bà? Không, tại nó sùi sùi lên nè. Mà làm cái gì vậy? À, cái này có vẻ khó à nha. Ủa, phải làm sùi sùi lên chứ. Ê, ơi, xong chưa? Đã rồi. Rồi, dở lên cho coi. Ủa sao cái đùi gà của bạn Linh vẽ cái gì mà có lông lá không vậy? Cái này là người ta làm mình kia chưa nhổ sạch lông. Ê, trời ơi, nhổ sạch lông rồi nè. Trời ơi, của bạn Bê đây. Trời ơi, bà có chú thích đây là đùi gà nữa. Chắc người ta sợ người ta nhìn vô tụi cái bóng đèn đi cái đùi gà. Nhưng mà đẹp mà. Cái này giống cái cây đâu mình đánh bóng bàn. À, cái cây mà đánh bóng bàn đúng không? Nói chung là cũng 9 trên 10 có điều của bức hình vẽ của bạn Linh thì nhìn nó thô bỉ quá tại vì nó xỉ. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, không được phản đối. Cái đùi gà đây là của Vy. Nhưng mà anh trọng tài ăn vẽ
ăn của bé. Ừ, trời ơi, bé thắng phải phải ăn liền chứ bà nội ơi nè. Đó, bỏ vô miếng ăn nha bà Linh. Ngã vẫn giống cài thở hả bà Linh ơi. Cái này ngon hơn ly trà sữa. Chị ăn no lắm. Nghĩ sao, tôi mua ly trà sữa, mua cái đồ gà, chưa kịp ăn uống chân, hai bả hết trơn rồi. Bây giờ dòng cuối cùng, tôi phải có cái chiêu của tôi. Mọi người gán coi hết clip nha. Chắc chắn là sẽ không có ai chiến thắng. Đây chính là thử thách tiếp theo của hai bé. Trời ơi, cái này dễ biểu rồi. Vuông xong cái bông màu, ý là được ăn. Ủa đâu có đơn giản gì. Trời ơi, tự nhiên đứa này vẽ cái hình vuông xong rồi. Không phải, vẽ cái trái sầu riêng nè. Ủa kìa, anh đưa hộp bánh anh kêu vẽ trái sầu riêng. Đúng rồi, anh đưa cái mẫu là cái trái sầu riêng này nè. Dạ chơi, chơi đâu mà Linh lỡ mà đoạn bánh sao. Ừ, chơi luôn mà em sẽ vẽ trái sầu riêng. Dễ ẹ chỗ. Nếu như mà vẽ thì đâu còn gọi là thử thách. Vậy lập trái sầu riêng lại vẽ nè bà Linh. Đó, vẽ nè. Phía ngoài là màu xanh lá cây. Ừ. Sao giống trái đào vậy? Từ từ, người ta chưa dễ nhân ở trong á ơi. Đây là gai. Bà này bà vẽ cái gì giống con trùng quá vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Này nhìn giống như thầm ra con khủng long vậy. Từ từ, người ta phải từ từ hoàn thành lắm. Ừ. Ủa, chưa có gì chưa? Cái cuốn nè, cái cuốn sầu riêng nè. Đó. Đó. Trời ơi, bà này mới chi tiết cái con. Cái gai quá, bà cũng tô màu. Tô màu, màu vàng, mới giống sầu riêng chứ. Sao nhìn thấy cái gì giống cái gì ta ơi, giống cái đuôi của con khủng long hay con cá cá gì đi. Anh kéo tưởng tượng quá. Không được đâu, này phải là cái sầu riêng. Thôi bây giờ mọi vàng ở trong cơm, cơm ruột sầu riêng mọi người. Bà này mới vẽ hơi giống cái nải chuối rồi nè. Bà làm gì vậy? Vẽ cái nải chuối nè mọi người. Cái muối sầu riêng gì giống cái xài vậy trời. Trời ơi, cái gì? Đẹp quá. Trái sầu riêng của bà phê rồi. Bà Linh sẽ vẽ muối cho mọi người coi. Đó nè, giống nè, ở đây nó sẽ có một cái đường nè. Đây nè. Wow. Vô. Ghê. Trời ơi, bà này phải vẽ gì hai cái lá phổi gì. Dạ. Tưởng là vẽ trái sầu riêng được ăn trái sầu riêng. Anh ơi, phim đầu tư cho trái sầu riêng. Không chơi chiêu rồi. Trời ơi, bà đặt bánh sầu riêng mà bánh vẽ sầu riêng. Bánh không biết gì chứ. Thông cảm đi, mua trà sữa với đồ gà hết tiền. Hai cái bà này có trái sầu riêng không vẽ nãy giờ hết 80 kiếp của người ta rồi, xong chưa? Rồi, xong rồi. Thì chưa, chắc nha. Rồi, dở lên đi, 1, 2, 3. Không giống rồi. Sao vậy? Cái này giống trái xoài quá. Mà trái xoài gai nữa. Chỉ chắc trái xoài này nó lai với trái chôm chôm rồi. Cái gì vậy? Chứ sao? Rồi bây giờ coi của Linh ơi. Ê, Linh giống mẹ. Cái hình này sao mà tôi thấy nó giống. Ôi vậy mà không được, nếu như bây giờ cho bà thắng thì mình đâu có bánh mình ăn đâu. Chấm lại đẹp má. Suri sầu riêng. Suri sầu riêng đó, y chang luôn nè. Ủa sao giống quá vậy ta. Không được, tôi quyết định rồi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hội đồng kỷ luật đưa ra quyết định cuối cùng là của trọng tài. Hai người thua hết. Thua hết. Không được, tại vì nhìn cái này giống trái mãng cầu á. Tại vì xanh nhiều quá. Mãng cầu gai hả? Đúng rồi, sầu riêng người ta là vàng nhiều nè. Còn cái này là vàng ít quá, không được. Thôi vậy nha, coi như là cái bánh này là của tôi nha. Coi như là tôi chiến thắng. Nani? Nani? Hai, dám giỡn mặt với hai bà hả? Ôi. Dám cái mẹ ta đẹp gì tao đã thắng rồi, không cho đâu. Chứ vậy nè, mặt ông vàng. Sầu riêng anh. Giờ mình ăn. Vô. Tính ra nhà mà chấm mình thắng á là có 3 cái là mình chỉ giết 1 cái rồi. Giỡn chấm thắng rồi ngồi ăn. Ôi bánh sầu riêng nè mọi người. Thơm quá, thơm luôn. Bánh phê, giỡn cái thằng phê luôn mày Linh ơi. Ngon bánh cháy luôn. Ok, thì Vi và Linh cũng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Đó, nếu như mọi người thích clip này thì mọi người hãy cho Linh với Vi một like, một subscribe và một sub kênh để ủng hộ Linh với Vi nha. Yeah. Còn bây giờ thì bye bye.